Anh trai Trường Giang, tôi sẽ gặp trực tiếp xin lỗi Quý Bình. Anh sẽ trực tiếp xin lỗi Quý Bình vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của bạn ấy, anh trai Trường Giang cho biết. Trong lễ trao giải Mai Vàng vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảnh khắc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương đã nhận được những phản ứng trái chiều từ phía đồng nghiệp. Là MC chương trình, Quý Bình đã cố gắng ngắt lời danh hài để đảm bảo thời lượng phát sóng. Tuy nhiên, Trường Giang vẫn cố chấp để hoàn thành phần tỏ tình với bạn gái. Sau màn cầu hôn gây xôn xao, Quý Bình viết lên mạng xã hội, Trường Giang và Nhã Phương là người trong cuộc nhưng hai bạn ấy không lên tiếng với tôi thì các bạn là ai? Các bạn hiểu như thế nào về vai trò và trách nhiệm của tôi khi phải cầm trịch một chương trình trực tiếp truyền hình mà các bạn chỉ trích? Các bạn chỉ vì cảm xúc của riêng mình mà quên đi cảm xúc của khán giả cả nước đang theo dõi chương trình. Đó là sự ích kỷ. Hơn nữa, mục đích và ý nghĩa của lễ trao giải Mai Vàng là gì? Có lẽ các bạn đủ lớn và đủ hiểu biết để cảm nhận chứ hay các bạn cần đến ban tổ chức giải thích giúp. Các bạn càng chỉ trích tôi lại càng thấy tội nghiệp cho chính thần tượng của các bạn vì các bạn đang gián tiếp chỉ trích một hành động đẹp nhưng không đúng chỗ của thần tượng mình. Điều đáng nói nữa, đây là một buổi lễ trao giải rất trang trọng với mục đích vinh danh nghệ sĩ với sự tham dự của lãnh đạo các cấp và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Vậy mà có một nghệ sĩ vô tư phi vèo vèo từ trên sân khấu xuống trước mặt các cấp lãnh đạo thành phố, ban tổ chức, cô chú anh chị đồng nghiệp và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Không biết mọi người trong khán phòng thấy thế nào chứ riêng Quý Bình cũng là một nghệ sĩ, một người đồng nghiệp đứng ở vị trí của mình nhìn xuống, Bình cảm thấy rất buồn và xấu hổ trước hành động ấy. Nghệ sĩ là vậy sao? Đau lòng lắm. Hiện tại, Trường Giang chưa có bất kỳ phát ngôn nào về sự việc. Tuy nhiên, anh Quang Vũ anh trai ruột, đồng thời là quản lý của Trường Giang đã nhắn nhủ fan của nam danh hài trên mạng xã hội. Anh trai Trường Giang viết, các bạn fan của Giang vui lòng không làm phiền Facebook của diễn viên Quý Bình. Bạn ấy là MC chính của đêm truyền hình trực tiếp và đó là trách nhiệm bạn ấy phải làm. Nếu là anh thì anh cũng sẽ phải làm như vậy. Mỗi chương trình trực tiếp được tính đến từng giây cho mỗi tiết mục để đảm bảo đúng thời lượng nhà đài đưa ra và bất kể một sự phát sinh nào cũng sẽ ảnh hưởng đến thời lượng. Từ đó dẫn đến những khó khăn dành cho ban tổ chức, nhà tài trợ về phía anh sẽ gặp trực tiếp xin lỗi Quý Bình vì đã làm ảnh hưởng đến công việc của bạn ấy. Phản ứng khó hiểu của Nhã Phương sau khi Trường Giang cướp sóng truyền hình cầu hôn. Khi Trường Giang lấy nhẫn và xòe tay ra với mong muốn Nhã Phương đưa tay cho anh đeo thì người đẹp nhìn anh với ánh mắt không mấy tự nhiên cùng với nụ cười gượng gạo. Tại lễ trao giải Mai Vàng diễn ra vào tối nay, 18 tháng 1, Trường Giang đã khiến nhiều người bất ngờ khi cầu hôn bạn gái là nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương. Cụ thể khi lên sân khấu nhận giải nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, Trường Giang bất ngờ bày tỏ tình yêu với Nhã Phương. Mặc dù bị MC ngắt ngang lời nhưng Trường Giang vẫn xin được nói tiếp. Nam diễn viên hài nói với tâm trạng hồi hộp, phấn khích, anh biết em tới với anh là em nhận nhiều cay đắng không phải thuộc về em nhưng mà em vẫn nhận. Hôm nay anh làm điều này để cho những người đàn ông rình rập xung quanh em và những bánh bèo lãng vãng trước mặt anh sẽ quay mặt bỏ đi. Và từ hôm nay tất cả mọi thứ của anh, nhà cửa xe cộ, tiền bạc kể cả đến hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay em có thể gọi anh là chồng và hãy về nhà của anh sắp xếp lại cuộc đời cho anh. Nếu như hôm nay em không nhận thì ngày mai, khỏi phải thấy anh ở đâu nữa, vì không có em là cuộc sống kết thúc. Sau đó, Trường Giang đã lao về phía chỗ ngồi của Nhã Phương. Tuy nhiên phản ứng gượng gạo của nữ diễn viên tuổi thanh xuân khiến nhiều người chú ý. Khi Trường Giang lấy nhẫn và xòe tay ra với mong muốn Nhã Phương đưa tay cho anh đeo thì người đẹp nhìn anh với ánh mắt không mấy tự nhiên. Cuối cùng Trường Giang phải tự kéo tay của Nhã Phương lên để đeo nhẫn. Với biểu cảm của Nhã Phương có vẻ như giữa cô và Trường Giang đang có một khoảng cách vô hình. Trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng cũng cho rằng, có vẻ như Trường Giang đã làm điều gì đó không phải với Nhã Phương. Và có thể vì sợ mất cô nên anh đã quyết định thể hiện tấm chân tình của mình trước hàng triệu khán giả xem truyền hình. Trường Giang và Nhã Phương xuất hiện tin đồn yêu nhau sau khi đóng phim 49 ngày vào năm 2015. Nhưng đến năm 2016 cặp đôi mới công khai. Trong quá trình yêu Nhã Phương, danh hài từng dính ồn ào, cặp kè với ca sĩ Quế Vân. Tuy nhiên dù dư luận có bàn ra tán vào đến cỡ nào thì Nhã Phương vẫn ở bên Trường Giang. Tuy nhiên trong năm 2017, thông tin Nhã Phương Trường Giang chia tay được nhiều người đồn thổi, xì xào. Trước màn cầu hôn, Nhã Phương và Trường Giang đi riêng đến sự kiện. Trước lễ trao giải,
Trường Giang không đi chung với Nhã Phương. Vì thế, khoảnh khắc cầu hôn của mười khó trên sân khấu khiến nhiều người bất ngờ. Việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương ngay trên sóng truyền hình vào tối ngày 18 tháng 1 đang là sự kiện gây chú ý. Giữa những ồn ào chia tay, mười khó khẳng định anh cầu hôn bạn gái để chấm dứt sự đeo bám dị nghị suốt thời gian qua. Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết Nhã Phương và Trường Giang đã không đi chung đến sự kiện này. Ngay tại lễ trao giải, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng không ngồi cạnh bạn trai. Thay vào đó, cô sánh vai bên Ngô Kiến Huy. Hình ảnh từ sự kiện cho thấy Nhã Phương hoàn toàn bất ngờ trước màn ngỏ lời trước đám đông của bạn trai. Theo ghi nhận từ phóng viên, sau khoảnh khắc xúc động, Trường Giang mới chuyển xuống ngồi cạnh bạn gái. Họ nán lại cho đến hết đêm trao giải và ít trò chuyện với nhau. Chia sẻ với chúng, tôi sau khi ra về, Trường Giang chỉ mỉm cười khi nói về cảm xúc hiện tại. Đây là lần thứ hai Trường Giang thể hiện tình cảm với bạn gái trên sóng truyền hình. Tại Mai Vàng năm 2016, Trường Giang từng ngỏ lời yêu bạn gái. Lúc đó, anh xúc động nói, tôi xin cảm ơn đến một người đặc biệt, từ khi biết tôi luôn chịu nhiều nỗi buồn vì gia đình, dư luận. Tôi không dám hứa trước vì cuộc đời không thể nói được điều gì, nhưng tôi sẽ là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn, đau trong niềm đau của người đó. Cảm ơn Nhã Phương, anh yêu em rất nhiều. Trường Giang và Nhã Phương công khai tình cảm từ năm 2016. Trong 2 năm qua, hai người vấp không ít tin đồn rạn nứt. Gần nhất, cặp đôi bị đồn đường ai nấy đi khi không thường xuất hiện bên nhau trong các sự kiện chung. Giữa những tin đồn, Trường Giang khẳng định không bao giờ buông tay Nhã Phương. Người thân tiết lộ Nhã Phương và Trường Giang nhận được sự yêu quý của hai bên gia đình. Bitconnect đóng cửa, nhiều nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng. Sàn cho vay tiền ảo Bitconnect bất ngờ đăng thông báo ngừng hoạt động cho vay tiền ảo và tạm thời đóng sàn giao dịch nội bộ. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư đứng ngồi không yên vì có nguy cơ bị mất trắng. Ngày 17 tháng 1, trên trang chủ của Bitconnect đã đăng tải thông báo chính thức dừng hoạt động cho vay và tạm thời đóng sàn giao dịch nội bộ. Công ty này cũng cho biết sẽ rút đồng tiền kỹ thuật số đã phát hành ra khỏi thị trường. Thông tin này đã gây chấn động cả thế giới và khiến rất nhiều nhà đầu tư hoảng sợ vì có thể mất gần như toàn bộ số tiền của mình. Bitconnect cho biết có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc dừng hoạt động này. Thứ nhất, các tin tức tiêu cực trên phương tiện truyền thông khiến cho các nhà đầu tư cảm thấy thiếu tự tin vào nền tảng này. Thứ hai, Bitconnect đã nhận được 2 yêu cầu dừng hoạt động từ Sở Giao dịch Chứng khoán tại các bang Texas và Bắc Carolina. Thứ ba, hacker đã liên tục tấn công hệ thống khiến các giao dịch liên tục bị từ chối trong những ngày qua. Ngay sau thông báo đầy bất ngờ của Bitconnect, nhà đầu tư đã đồng loạt bán tháo đồng tiền này. Từ mức khoảng hơn 400 đô, giá Bitconnect giảm sâu, mất tới 93% giá trị, hiện chỉ còn khoảng 15 đô và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bitconnect tuyên bố vẫn hỗ trợ thông tin và phát triển hệ sinh thái của mình. Trước mắt, toàn bộ tiền của nhà đầu tư sẽ được trả lại dưới dạng đồng Bitconnect với giá quy đổi 363,6 đô trên Bitconnect dựa trên mức giá trung bình trong 15 ngày gần đây nhất. Được biết, hiện có rất nhiều nhà đầu tư Việt tham gia vào sàn Bitconnect. Với động thái đóng cửa các giao dịch, ngừng hoạt động cho vay trả lãi cao như trước đây của Bitconnect khiến các nhà đầu tư hoang mang. Bitconnect hứa trả lại toàn bộ tiền cho nhà đầu tư dưới dạng đồng Bitconnect với giá trung bình 365 đô. Tuy nhiên ngay sau khi có thông báo dừng hoạt động, giá của một đồng Bitconnect sụt giảm thảm hại xuống 20 đô, đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư mất trắng 90% tài sản của mình. Bitconnect là một trong những sàn cho vay tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên thế giới hiện nay với dịch vụ cho vay, lending và đa cấp MLM hay Multi-Level Marketing. Bitconnect ra mắt vào tháng 11 năm 2016, trở thành một trong những ICO thành công nhất lịch sử với giá trị tăng hơn gấp 3.000 lần trong vòng 1 năm. Từ giá khởi điểm khi ICO là 0,12 đô, đến cuối năm 2017 có lúc Bitconnect đã chạm mốc kỷ lục gần 400 đô một đồng. Bitconnect đã đi tiên phong trong lĩnh vực lending, đúng lúc mà cơn sốt Bitcoin và công nghệ blockchain được cả thế giới quan tâm. Chính vì vậy mà Bitconnect đã rất thành công, thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia. Hình thức lending gần giống với hoạt động ủy thác của các quỹ tài chính trên thế giới, huy động vốn của các nhà đầu tư và sẽ trả lãi hàng tháng. Sau một khoảng thời gian nhất định thì nhà đầu tư có thể rút vốn của mình về. Tuy nhiên lãi suất của Bitconnect cao hơn rất nhiều so với các quỹ ủy thác, dao động từ 30 đến 40% một tháng. Trong khi các quỹ ủy thác chỉ có lãi suất 10 đến 15% một tháng,
gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ có lãi suất 7-8% một năm. Có thể thấy sự khác biệt rất lớn. Chính vì vậy mà rất nhiều nhà đầu tư đã bị làm mờ mắt vì lãi suất quá cao của cái gọi là lending platform này. Bitconnect cũng được biết đến như một hình thức MLM hay Multi-Level Marketing Lever, hay có thể gọi là đa cấp. Khi một nhà đầu tư giới thiệu cho các nhà đầu tư khác tham gia vào lending Bitconnect, họ sẽ nhận được phần trăm hoa hồng giống với các hình thức đa cấp khác. Đó cũng là lý do Bitconnect trở nên phổ biến và phát triển với tốc độ rất nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Sự thành công của Bitconnect đã kéo theo sự ra đời của rất nhiều mô hình MLM lending khác trên nền tảng blockchain. Việc đóng cửa của Bitconnect là lời cảnh báo cho tất cả các mô hình MLM lending hiện nay. Bởi Bitconnect đã từng được ca ngợi là anh cả của mô hình lending, trải qua hơn 15 tháng hoạt động, nhưng kết cục vẫn là sự sụp đổ. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.